mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh LIBI TV của Linh và Bình. Và hôm nay tụi mình sẽ ăn tổ ong gùi. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái tổ ong ruồi của mình nó như thế nào nha. Đây này các bạn. Wow. Mình đã ăn cái tổ ong ruồi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà mình mua được cái tổ ong đẹp như vậy luôn á các bạn. Nó rất là non và cái phần mật ở bên trong á nó rất là nhiều luôn. Bình thường là mình mua tổ ong già không mà không có nhiều mật lắm. Và bây giờ thì mời các bạn cùng vợ chồng mình thưởng thức nó nhé. Cái tổ ong ruồi là thường có hai phần các bạn. Cái phần này là cái phần bầu mật, nó chứa tất cả mật ở trong đó. Còn cái phần này á là cái phần sáp ong, thì cái đoạn này là chứa những cái ấu trùng nè các bạn. Những cái ấu trùng nhỏ, mình thì cũng hơi ớn nó một tí xíu. Thì xíu nữa mình sẽ chế biến nó làm hai món. Một là mình sẽ ăn sống cái phần bầu mật này, còn cái phần này thì mình sẽ bỏ vô lò nướng, nướng tầm 10 phút. Bình thường mình ăn sống và cảm giác nó không có thú vị gì lắm đâu. Lần này mình sẽ ăn nướng thử xem coi nó có cái mùi vị gì. Bây giờ mình sẽ cắn thử một cái vô nha. Trời ơi, cắn ngập răng đã lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắn nó nha. Trời ơi, nó đầy mật luôn các bạn ơi. Quá nhiều lần trước rồi. em tính em ăn luôn, không cho anh ăn gì vậy? Đưa đây cắn cái coi để cho các bạn xem. Đây nè các bạn, nó ngập mật ở trong này luôn á. Linh đã ăn gần 10 cái tổ ong ruồi rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Linh ăn cái tổ mà nó đầy mật như vậy luôn á. Anh thử hoài. Ngọt quá. Bình cắn muốn hết nguyên cái tổ luôn các bạn. Một tê lưỡi, tê lưỡi. Khi ăn hết cái mật á thì nó sẽ còn lại cái sáp này các bạn. Nếu như mà các bạn không muốn nhả cái sáp này á, các bạn có thể nhai tới chiều. Xong rồi các bạn tiếc á, các bạn sẽ lấy đường bỏ vô, các bạn nhai tiếp. Thì nó cũng như xin gum vậy á. Nhai chừng nào cảm thấy có thể nuốt được thì các bạn cứ nuốt, nuốt luôn. Mà mình thì đó giờ chưa bao giờ mình nuốt hết á. Mình nuốt rồi các bạn. Nếu mà các bạn ăn mật ong á, các bạn kẹp với lại bánh mì á, các bạn có thể nuốt luôn. Và ăn nó cũng rất là ngon chứ không có đến nỗi mà. Còn bình thường ăn thì nó hơi nuốt, nó hơi dai, nó hơi bị hóc cổ á. Không phải. Các bạn biết tại sao mà ăn chung với bánh mì mà các bạn có thể nuốt không? Tại vì khi các bạn ăn chung với bánh mì á thì cái sáp nó hòa tan chung với bánh mì luôn, nó không có quấn cục lại được, cho nên là bạn không thể nào mà nhả được. Còn nếu mà các bạn ăn không thì có thể quấn thành cục như thế này các bạn mới nhả ra được. Dính như đầy răng á luôn. Cái sự tích mà cái tổ ong này giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe. Bởi vì hồi hai vợ chồng mình á thường là quay buổi tối và ngủ vào buổi sáng. Thì cái ông mà đi bắt tổ ong này nè, là sáng sớm là ông gọi miết tới trưa. Mà trong khi mình đang ngủ mà ông gọi hoài. Thế ông có một tổ rồi, nói là không lấy, cho ông bán cho người ta. Xong cái hộ ông đi săn kiếm thấy một tổ nữa, cái ông lại gọi tiếp nữa. Cho nên là giờ mình ngủ chưa có đủ các bạn. Mặt của mình hơn không có vui lắm. Ừ, nhiễu kìa. Ăn là phải nhiễu nhão chị mới ngon, đúng không các bạn? Ăn mà sạch quá không ngon lắm đâu. Phải nhiễu lên nhiễu xuống mới ngon. Nè coi nè, các bạn coi mình nè, mình cắn một cái không có nhiễu một miếng nào luôn nè. Trời ơi. Đây mình sẽ cho các bạn coi, đây là cái phần phấn hoa nè các bạn. Phần màu đỏ đỏ, ăn nó sẽ hơi thơm thơm. Đó, phấn hoa. Mình ăn nó không nhiễu một miếng nào ra ngoài luôn các bạn. Mà dính vô mỏ mình hết trơn à. Cái mối duyên của mình và cái chú bán mật ong này nó cũng ly kỳ lắm. Lúc mà mình quay ASMR, mình thấy các youtuber ở bên Thái Lan có quay
ăn cái tổ ong này nè, nhưng mà mình kiếm tất cả mọi nơi cũng không có, không có nguyên một cái tổ mà có cái phần này thôi. Thường là họ chỉ bán cái phần ở trên này à, họ không có bán cái phần ở dưới này. Mình đi kiếm hoài mình bực bội. Cái bữa đó mình đang đi lang thang ngoài đường, tự nhiên mình thấy cái chú bán mật ong chạy xe đạp, một tay thì cầm cái tổ giống vậy, một tay chạy xe đi ngên ngang. Bắt đầu mình dòng ngược lại trở lại, mình chặn đầu ổng liền. Các bạn mà hỏi bán nhiều, mua luôn. Và lúc đó mình đã xin cái số điện thoại của chú à. Từ đó tới giờ thì chú đã giao cho mình cũng gần chục ổ rồi đó. Ủa, gần chục tổ chứ. Mình sẽ để cái số điện thoại liên lạc của chú ở phía dưới. Nếu mà các bạn có muốn mua cái tổ ong ruồi giống mình này nè, các bạn có thể liên hệ chú đó. Bắt tổ ong ruồi là cực kỳ giỏi luôn á. Mình không hiểu ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh mà một ngày chú bắt có thể được 3-4 tổ luôn á. Bao giờ mình ăn cái mật tự nhiên này nó cũng ngon hơn các bạn. Mình đã ăn thử cái mật nuôi rồi, nó ngọt gắt lắm, chứ nó không có được cái độ ngọt mà nó thanh thanh mà nó thơm thơm gì đâu. Nói nãy giờ ăn gần hết cái tổ người ta luôn trời. Ăn thì sao ăn đi, nói nhiều quá. Ngon. Giặt cái thằng trái bàn chứ em giặt cái bàn là chết luôn. Trời ơi, cái tổ này nó ngập mật. Đã. Mà giá lại rẻ hơn mấy cái tổ bình thường mình mua nữa các bạn. Bình thường mình mua tới 300 mấy, cái tổ này có 200 ngàn. Đã gì đâu. Mật ong này các bạn không nên ăn giống như kiểu tụi mình. Ăn kiểu tụi mình là cắn nhát đầu tiên cả, cho nó cảm giác được cái ăn mật ong tự nhiên nó như thế nào thôi. Chứ cắn nhát thứ hai là nó ngọt dữ lắm, gắt tổ. Và nhiều bạn có cái trường hợp là xay mật ong đó các bạn. Các bạn chưa ăn gì mà các bạn ăn cái này vô là có nguy cơ bị xay mật luôn á. Là chóng mặt đầu xỉu luôn. Có luôn các bạn. Mình giờ đang tê tê đó, đang chóng mặt rồi đó. Ngon quá. Các bạn thấy Linh hay không? Cái món nào Linh săn cũng được hết. Cái tổ ong ruồi này khó gì mà Linh săn còn được. Bình Linh săn còn được mà. Bình ở tận Long An mà Linh còn săn Bình ra là Linh ăn thịt. Chứ đừng nói con gì. Ôi ôi, đã kéo sợi luôn. Cái mặt này phải bao người ăn các bạn. Mỗi người cắn một nhát là thôi phê tới nóc rồi. Trời ơi. Cái tổ này quá đẹp luôn. Cái tổ này là cái tổ non. Cái phần nhộng này nó vẫn chưa có lên thành một cái con ong hoàn chỉnh. Nó vẫn là cái con non màu trắng trắng đó các bạn. Cái tổ này nó hiên về màu xanh xanh, vàng xanh, vàng tươi xanh. Chứ nó không phải là vàng úa là màu già rồi. Mệt trong người rồi đó các bạn. Bình lại bắt đầu xay mật ong rồi nè các bạn. Bình thường á, cái mùa để lấy tổ ong ruồi là tầm, rơi vào tầm, mình nhớ là tầm tháng 2 tới tháng 5 dương lịch. Thì lúc này á, tổ ong ruồi rất là nhiều và rất là dễ kiếm. Sau đó thì nó khó kiếm hơn, mà cái tổ thì nó già lắm các bạn. Mình ăn rồi, cái những cái tổ già ăn nó không có mật bao nhiêu hết. Nó không phải là cắn một cái mà xịt mật ra vậy đâu. Nhiều khi các bạn phải cắn tuốt ở bên trong này mới có mật. Mà mấy con ong ở đây nó đã trưởng thành rồi đó. Nó nhoi nhoi ra nhìn nó cũng ớt lắm. Xỉu chưa? Nè, nói chung là ăn khoảng chừng 2 ngụm là ngon rồi các bạn. Mình nãy giờ mình uống 5 ngụm rồi. Thì bị cổ mình nó đã gắt rồi. Gắt cổ và cảm thấy chóng mặt. Bây giờ mình sẽ thử bẻ cái phần này ra rồi mình đem đi nướng coi nó sao nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào lò nướng và mình nướng trong vòng 10 phút nha các bạn ơi. Mình sẽ bật chế độ nướng và 10 phút. Yeah, các bạn ơi, mình vừa nướng xong rồi và nó trở thành một cái đống bèo nhèo vậy nè các bạn. Đây, các bạn có thấy nó giống bánh lăng không? Nhưng mà phiên bản lỗi á. Ai bài em nướng món này vậy? Em thử thôi à, cái này thí nghiệm thôi các bạn. Và ăn thử nó có vị như thế nào đây. Ủa, cái đen đen này là gì? Cây hoa.
Trời ơi, một đống nhộng luôn nè các bạn. Rất ngon các bạn. Sau khi nó tan hết cái sáp này ra rồi nha, nó còn cái con nhộng cực kỳ ngọt. Nó ngọt cái kiểu mà ngọt béo béo chứ không phải ngọt kiểu mật nha. Đây không còn mật nữa, nó không có ngọt mật nữa mà nó béo béo. Và nó không bị là không bị cái sáp làm cho dính dính răng mình khó chịu, mà mình có thể ăn mình nuốt luôn các bạn. Ngon. Chúng ta thử đi. Ba chạy. Tuyệt vời các bạn. Nếu các bạn không tin lời mình thì cứ thử. Ngon cực kỳ. Đúng không? Ngon. Nhưng mà cái hình dạng của nó làm mình cảm giác sợ quá. Hình dạng hơi kỳ nhưng mà nó ngọt. Nó có cái vị béo béo, hơi bùi bùi giống như là sữa vậy các bạn. Nó khá giống bánh lăng á. Mà ăn nó có độ sực sực. Cứ tưởng là phiên bản lỗi nhưng mà ok đấy chứ, cũng không đến nỗi đâu. Nhưng mà cái muỗng đầu là ngon nhất. Thì cái muỗng thứ hai là hơi béo. Muỗng thứ ba thì chắc là béo dữ lắm luôn. Muỗng đầu có thể nuốt nhưng muỗng thứ hai sao có sáp ta. Để hồi nó đông lại các bạn. Để một hồi nó tự đông lại. Nói chứ này, ăn vô không biết có sao không? Ăn giống như là những cái túi sữa vậy các bạn ơi. Ngon hết. Như phô mai á. Nó có độ dẻo dẻo của phô mai. Nói chung cái này mà kẹp vô bánh mì, rồi rưới thêm một tí xíu mật ong. Mật ong của nó luôn á là rất ngon. Có lẽ là video sau mình sẽ thử làm như vậy coi sao. Nó rất là nhiều nhộng luôn. Cái phần này toàn là nhộng không à các bạn. Nếu các bạn nào mà thích ăn béo á thì cái món này là các bạn không thể nào chê được. Hứa với các bạn luôn. Cực kỳ ngon, quán xịt 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 kìa. Ôi ôi nó nhồi dồi ra nè. Nhộng á, như một con dồi. Một đống dồi. Quỷ yêu đang ăn. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên Linh ăn một cái tổ mà đầy mật như vậy và Linh cảm giác bị say á các bạn. Sau khi ăn xong tự nhiên bị choáng choáng nãy giờ luôn á. Và buồn ngủ nữa. Chắc dư đường phải không anh? Buồn ngủ ghê. Nhức đầu luôn á các bạn, choáng luôn á. Và Linh khuyến khích các bạn là khi ăn ong ruồi thì không nên ăn một lần quá nhiều như vậy. Nó sẽ khiến các bạn bị say mật. Choáng luôn rồi. Thôi video tới đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Linh và Bình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Xin lỗi các bạn. Bởi vì cái đống mật ong này làm cho mình say. Nãy giờ mình hơi bị mệt trong người cho nên mình không có xàm xàm được như những cái clip bình thường. Đây giờ đang bắt đầu xàm này nè. Cho nên là mong các bạn đón xem những video sau, những món ăn khác làm cho mình vui hơn. Cho mình vui hơn. Món này làm mình không vui rồi đó. Trời chắc đi ngủ á các bạn ơi. Ngày chồng đi ngủ á chứ xỉn rồi, say rồi. Bye bye.